Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ 5 ngày 2 tháng 8 năm 2018 của 12 con giáp. Nhờ ánh sáng của thực thần soi rọi mà người tuổi Tuất có chút may mắn hơn so với 11 con giáp còn lại trong tất cả các vấn đề. Tiền bạc không phải lo lắng, công việc vẫn diễn ra đều đều, mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé! Tử vi tuổi Tý. Chính quan mang tới vận may tài lộc cho con giáp tuổi Tý. Người làm công ăn lương có thêm thu nhập, nếu không là cũng có người giúp sức, cho tiền. Thay vì nghĩ tới tiêu pha, bạn nên nghĩ ra cách gia tăng lợi nhuận ở thời điểm rất thuận lợi như thế này. Lúc này, có thể nói bản mệnh bận rộn với những đơn hàng tới tấp, được khách hàng tin tưởng và đặt hàng với số lượng lớn, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng lên gấp bội. Thế nhưng trong lúc này, bạn lại không có đủ thời gian chăm lo cho gia đình, tình cảm và sự gắn kết của mọi người vì thế mà rời rạc, không được tốt. Tất nhiên, cũng có những thời điểm như thế này để bạn có thời gian tập trung vào sự nghiệp, nhưng ngay sau đó nhớ tìm cách để cân bằng cuộc sống và công việc. Vì khi cuộc sống có nhiều vướng bận, bạn sẽ không có đủ tỉnh táo, sáng suốt để làm việc hiệu quả. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim. Nếu bạn không tỏ ra cố chấp thì thu nhập của bạn còn tăng cao nữa. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy. Năng lực của bạn là vô tận, hãy phát huy tối đa khả năng của mình. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa. Bạn đủ nhanh nhẹn để nhận ra đâu là nguồn lợi lớn. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ. Số tiền tiết kiệm của bạn đã tăng lên đáng kể. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc. Bạn giỏi cân bằng việc kiếm tiền và chăm sóc các mối quan hệ quanh mình. Con số may mắn 3, 7. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường trắng, bạc. Quý nhân phù trợ người tuổi Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Sửu. Ảnh hưởng tiêu cực của thương quan nên hôm nay về khía cạnh công việc và tài chính, người tuổi Sửu lại có đôi phần ảm đạm hơn. Dường như cả thế giới đang quay lại với bạn đấy, làm gì cũng dễ sai, dễ hỏng việc. Lời khuyên dành cho bạn chính là không nên mạo hiểm đầu tư vào bất cứ tài khoản hay nhanh chóng sốc lại tinh thần trong công việc của mình. Chỉ cần bạn chịu làm thì với chính mình, thành công sẽ đến. Khi cảm thấy mệt mỏi quá, có nghĩa là bạn nên để công việc, trách nhiệm sang một bên để dành thời gian nghỉ ngơi. Thậm chí nếu có thể thì nên dành 2 ngày cuối tuần này để đi đến một vùng đất mới sẽ tốt hơn cho bạn. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim. Bạn đang tự gây tổn thương cho mình vì không biết lắng nghe. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy. Nhờ có sự nhanh nhạy mà bạn thích nghi được hoàn cảnh khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa. Đừng cố tỏ bản lĩnh của mình trong những tình huống bất lợi như thế. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ. Bạn dường như không bị ảnh hưởng bởi khi tai họa ập đến. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc. Ở đâu có sự tranh đấu, bạn sẽ tự tìm cách thoái lui khi cần. Con số may mắn 0, 5. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường vàng, nâu. Quý nhân phù trợ người tuổi Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Dần. Nhờ sự che chở của thiên ấn nên người tuổi Dần nên cố gắng phát huy tốt năng lực của mình. Có thể bạn mong muốn cống hiến nhiều hơn nữa, nhưng thực ra bạn chỉ làm tốt nhiệm vụ hiện tại là đủ để cùng mọi người tạo nên thành công lớn rồi. Việc này tránh tình trạng bạn đứng núi này trông núi nọ. Chỉ khi tập trung hoàn thành năng lượng của mình vào một nhiệm vụ duy nhất, bạn mới phát huy tối đa khả năng của mình trong công việc đó. Kiêm nhiệm nhiều thứ quá lại khiến cho bạn dễ xảy ra sai sót đáng tiếc và khó sửa chữa. Ảnh hưởng của Dần Hợi tương phá khiến cho bản mệnh thêm phần rối trí khi có những mối quan hệ khó hòa giải. Nhiều khi cố gắng làm điều gì đó quá cũng không phải là điều hay, bạn nên học cách thuận theo tự nhiên xem sao. Nếu cần thiết, hãy buông tay nếu thấy mối quan hệ đó đã không còn lối thoát cho cả hai. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy. Bạn thể hiện tốt năng lực để thu lợi về mình. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa. Làm việc gì cũng hời hợt, bạn sẽ khó có được thu nhập như mong đợi đấy nhé. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ. Sự tĩnh lặng của bạn đã giúp cho bạn tránh được những bất hòa. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc.
bạn biết đâu là ưu điểm nên phát huy rất tốt năng lực. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, sự chống đối của bạn khiến cho các mối quan hệ rạn vỡ. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường đen, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão. Tử vi tuổi Mão, dù đã có những lúc tham vọng, nhưng hôm nay chính nhờ chính ấn điều khiển cảm xúc nên người tuổi Mão trở nên hiền hòa, bớt nóng vội. Bạn thể hiện khía cạnh nhân từ, ai tâm không màng danh lợi và rất nhẫn nại khi phải đối mặt với vấn đề gì. Thế nhưng bên cạnh đó, cũng phải tỉnh táo vì sẽ có những người lợi dụng sự cá tin của bạn để mang lại lợi ích cho mình, nhất là những việc bất chính, khó lường làm ảnh hưởng tới uy tín của bạn về sau. Nên học cách nhìn nhận để lựa chọn đối tượng phù hợp để tin tưởng. Ngày có tam hội che chở, nhờ đó mà điểm sáng trong vấn đề tình cảm của bạn trong ngày hôm nay đều được tháo gỡ. Bạn và người ấy sẽ nhanh chóng nhìn ra được điểm khó khăn của đối phương và từ đó hiểu và quan tâm với nhau nhiều hơn. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, bạn biết rõ ai nên giúp, ai không nên tối đa hóa được năng lượng của mình. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, sự nhiệt tình của bạn đôi khi khiến cho người khác nghi ngại khi họ chưa đủ hiểu bạn. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, sự chân thành và rõ ràng đã tạo cho bạn sức mạnh bên trong. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, để tình yêu thêm phần thăng hoa, bạn hãy mang lại những điều lãng mạn nhỏ nhỏ cho đối phương. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, bạn đủ tập trung để hoàn thành mục tiêu mà bản thân đã đề ra. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường xanh lục, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Thìn, thực thần sẽ mang tới cho con giáp tuổi Thìn nhiều cơ hội để kiếm tiền cũng như mở rộng mối quan hệ làm ăn, kinh doanh. Đây không phải là chuyện gì quá xa xôi, nhất là với người đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán. Hãy vững tin vào bản thân mình và nắm bắt cơ hội ngay khi có được. Thực tế là những cơ hội luôn đi kèm với cả thách thức, vì thế đừng chủ quan khi thấy mọi thứ đến quá dễ dàng với mình. Trong từng bước tiến hành công việc, nhất định phải cẩn thận, nhất là văn bản, hợp đồng, chớ nên đọc qua loa, chỗ nào không hiểu nên hỏi lại cẩn thận. Nếu là người có kinh nghiệm tư vấn thì càng tốt. Theo lịch vạn niên, Hải Thượng Lãn Ông chỉ ra rằng hôm nay là ngày 21 âm lịch, nhân thần ở ngón chân, do đó bạn phải nên lưu ý tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ chấm trích tại vị trí này. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, lợi nhuận thu về vượt trội nhờ sự quyết đoán của bản mệnh. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, đối với bạn tiền bạc không phải là tất cả mà phải cân bằng được tất cả những mặt khác nhau trong cuộc sống. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, có những cơ hội tiềm ẩn còn tốt hơn cả cơ hội hiện tại, hãy kiên nhẫn một chút, bạn sẽ nhận ra. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, đừng chỉ tập trung vào tiền bạc, bạn cần cả sự yêu thương từ người thân và bạn bè nữa đấy. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, bạn nhân niềm vui của mình lên nhiều lần khi mà bạn biết đó là sức mạnh của chính mình. Con số may mắn 2, 6, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Tuất. Tử vi tuổi Tỵ, khi tỷ kiên xuất hiện thì người tuổi Tỵ không nên chủ quan đâu đấy nhé. Nhất là khi có những người tưởng là thân thiết nhưng lại đang vẽ ra con đường để mang lợi lộc về cho bản thân họ, bất chấp việc này có thể gây tai hại cho bạn. Ngoài ra, tinh thần không tốt, tài lộc của bạn đang bất ổn nên bạn hãy tiết kiệm tối đa nếu như không muốn bản thân rơi vào cảnh nợ nần, túng thiếu. Với những khoản cần chi tiêu thì không thể tránh khỏi những nơi nên tránh xa như tụ tập vô bổ, tiêu tốn tiền bạc. Đường tình duyên không mấy khởi sắc do ảnh hưởng của dần Tỵ tương hại. Nếu đã có đối tượng, bạn cũng không cần quá vội vàng đẩy nhanh tốc độ giữa hai bên mà chỉ quan sát họ thông qua hành động và cử chỉ. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, đừng để cơn giận khiến cho bạn mất đi sự khôn ngoan của mình đấy nhé. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, bạn im lặng rút lui khi nhận ra đối phương không phù hợp với mình. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, không muốn tranh cãi nên bạn cũng đánh trống lảng sang chuyện khác để đối phương không nóng giận quá mức. Tử vi tuổi Tân Tỵ,
kim. Đừng cố bảo vệ quan điểm của mình khi mà người ta không muốn lắng nghe ý kiến của bạn. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, chớ nên đưa ra lời khuyên khi mà họ không muốn xin lời khuyên từ bạn. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Ngọ, con giáp tuổi Ngọ nên hạn chế kết thân với đồng nghiệp trong thời điểm này, kẻo ảnh hưởng của kiếp tài mà tiểu nhân sẽ lợi dụng tấm chân tình của bạn mà làm nhiều việc gây bất lợi cho bạn. Bạn đang có dấu hiệu được đề bạt lên tốt nhất, hãy tập trung vào công việc thay vì các mối quan hệ xã hội không cần thiết. Vì có những người tưởng là thân thiết, có thể dốc lòng dốc sức tâm sự nhưng họ lại ghen tị với những thứ mà bạn có được và chỉ cần có cơ hội là sẽ phản lại bạn đấy. Ảnh hưởng của tam hợp nên mệnh đào hoa của bạn đang được dịp nở rộ. Con giáp tuổi Ngọ bỗng chốc trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết trong mắt của mọi người và ai cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn trong thời gian tới. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, kim, đối mặt với tiểu nhân, chớ nên nhiều lời vô ích. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thủy, bạn đủ tinh khôn để nhận ra kẻ mang họa đến với mình nên tìm cách tránh mặt ngay lập tức. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hỏa, với tính cách nồng nhiệt của mình, tình cảm của bạn ngày càng nồng cháy. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ, dù đã tìm được đối tượng phù hợp nhưng bạn vẫn từ tốn để tìm hiểu. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mộc, bạn xem việc đối mặt với kẻ xấu là lẽ thường vì đó là cuộc sống cơ mà. Con số may mắn 1, 2, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường cam, hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Sửu. Tử vi tuổi Mùi, người tuổi Mùi dường như đang có dấu hiệu bị lạc lõng trong cuộc sống khi mà thương quan gây hại. Bạn vẫn làm tốt công việc tại cơ quan nhưng bạn lại không đặt tâm trí của mình vào chúng. Tình trạng sức khỏe của bạn cũng không mấy ổn định. Bạn nên tự biết cách chăm sóc bản thân mình trong thời gian này. Tài chính của bạn đang dần cạn kiệt và bạn cũng không thể kiểm soát được số tiền mình làm ra. Bạn khá vất vả trong việc chi tiêu và gần như không thể giữ lại được nguồn thu nào đáng kể. Sức khỏe ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng kiếm tiền của bạn. Đó là khi cơ thể khỏe mạnh, trí tuệ, minh mẫn thì làm việc cũng hành thông. Thay vì tập trung các vấn đề bên ngoài thì bạn nên để ý và chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, nếu tiếp tục nói, bạn có thể sẽ tạo thêm những vết thương lòng cho mình đấy. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, thay vì buồn phiền, bạn hãy nghĩ đến việc kiếm tiền để giết thời gian sẽ tốt hơn đấy. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, sự tức giận chỉ làm hại bạn mà thôi, vì thế lúc đó hãy hít thở thật sâu để cơn giận qua đi. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, bạn tìm được thú vui mới trong những việc khác để tránh tập trung vào những tiêu cực. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, chớ thể hiện sự thờ ơ trước những sóng gió mà bạn sẽ không thể nhận được bài học nào đâu. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường nâu, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão. Tử vi tuổi Thân, cơ hội kiếm tiền không dễ gì có được, nhất là trong ngày hôm nay khi mà thiên tài đã chỉ ra những con đường đúng đắn thì người tuổi Thân đừng ngại ngần mà dấn thân tìm hiểu đấy nhé. Thực ra mọi cơ hội đều luôn có sẵn, chia đều cho tất cả mọi người, chỉ là bạn có sẵn sàng tìm hiểu và bước chân mình vào hay không mà thôi. Nếu đối mặt với khó khăn thì bạn cứ xem đó là chuyện bình thường, đương nhiên là phải có. Hãy nghĩ xem, mọi thứ đều diễn ra dễ dàng thì cuộc sống này đâu còn gì thú vị nữa. Có chút thử thách cũng là lúc để bạn chứng tỏ khả năng, năng lực của mình mà thôi. Xuất hiện của lục xung điềm báo bạn sẽ gặp vài chuyện xui xẻo trong ngày hôm nay. Đó có thể là chuyện tình cảm của bạn không được như ý muốn, dù chỉ là những bất đồng bình thường, nhưng mà bạn và đối phương lại không thể thỏa hiệp được với nhau. Kết quả là cả hai cùng vô tình làm tổn thương sâu sắc. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, sự tò mò thôi thúc bạn phải tiến xa hơn trong nhiệm vụ mới. Tử vi tuổi Bính Tý, hỏa, bạn đủ háo hức để khám phá, nhưng nhớ phải cẩn trọng đấy nhé. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, an toàn là tốt nhưng nếu duy trì trạng thái này quá lâu chỉ tạo cảm giác bạn chậm tiến mà thôi. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc,
cơ hội rất nhiều nhưng nhớ phải biết chọn lọc nhé. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim. Với sự nhạy cảm trong chuyện tiền bạc, bạn nên tăng thêm thu nhập nhanh chóng. Con số may mắn 1, 7. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, người tuổi Ngọ, Dần. Tử vi tuổi Dậu. Nhờ ảnh hưởng của chính tài nên người tuổi Dậu khá tập trung trong công việc. Bạn cũng không chi tiêu quá nhiều vì thực sự không có nhu cầu quá lớn. Bạn tạm hài lòng với những gì mình đang có. Chuyện tiền bạc đối với bạn không mấy khó khăn vì hiện tại bạn đang làm việc rất chăm chỉ. Bên cạnh đó, bạn sẽ nhanh chóng được quý nhân giúp đỡ, giúp cho bạn gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Để đảm bảo cho việc đi lại thuận lợi, bạn đừng quên xem dự báo thời tiết mỗi ngày để có thể chuẩn bị quần áo, đồ đạc phù hợp cho cả gia đình ngày hôm sau. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy. Bạn kiếm được khá khá tiền nhờ sự nhanh nhạy của mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa. Hãy học cách làm mọi người thích nghi với hoàn cảnh, bạn sẽ có thêm lợi thế cho mình. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ. Mọi người học tập được từ bạn rất nhiều ở cách xử lý công việc. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc. Sự chăm chỉ đã giúp cho bạn phát huy tối đa khả năng trong môi trường phù hợp. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim. Bạn sẽ có thể đạt kế hoạch tốt hơn cho vấn đề tài chính của mình. Con số may mắn 3, 5. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường bạc, vàng. Quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Thìn. Tử vi tuổi Tuất. Nhờ ánh sáng của thực thần soi rọi mà người tuổi Tuất có chút may mắn hơn so với 11 con giáp còn lại trong tất cả các vấn đề. Tiền bạc không phải lo lắng, công việc vẫn diễn ra đều đều, mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Xuất hiện tam hợp lúc nào cho thấy, nếu như đang độc thân hãy tăng cơ hội gặp gỡ người khác giới nhiều hơn nữa. Bạn sẽ dễ dàng nhanh chóng tìm được một nửa cho mình, hay nếu là đối tượng hoa đã có chủ, thì tình cảm của hai bạn sẽ được dịp thăng hoa hơn bao giờ hết. Thế nhưng ở một khía cạnh khác, nhắc nhở bạn cũng không nên mơ mộng quá nhiều trong chuyện tình cảm. Dẫu biết lăng kính tình yêu thường có màu hồng, thế nhưng chúng cũng chỉ là một phần của cuộc sống vốn đầy rẫy sự phũ phàng. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa. Lòng nhiệt huyết của bạn có tính lây lan sang cả đồng nghiệp của mình. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ. Bạn cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại và không có tham vọng gì quá lớn lao. Tử vi tuổi Mậu Tuất, khi đã có tiền bạc, bạn dùng chúng để vun vén hạnh phúc gia đình. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim. Bạn khá tinh ý và khôn ngoan khi tìm ra những cơ hội kiếm tiền khác biệt. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy. Bạn vẫn tham vọng có thêm được nhiều tiền để mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho gia đình mình. Con số may mắn 4, 5. Giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường trắng, nâu. Quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Tỵ. Tử vi tuổi Hợi. Điềm báo hôm nay có người có chức có quyền gây cản trở, khó dễ với những gì người tuổi Hợi đang làm. Ảnh hưởng của thiên quan nên công việc của người tuổi Hợi không mấy suôn sẻ. Ngoài ra khi đi đường, bạn nhất định phải cẩn thận kẻo bị va chạm hoặc chí ít là phạt tiền đấy nhé. Đừng ngại đối mặt với khó khăn vì chính những rào cản đó mà bạn nhìn lại mình, ý thức hơn về tinh thần làm việc để chỉnh đốn lại những gì mình đang làm. Đừng quá bế tắc vì sớm muộn thì bạn cũng sẽ nhìn được đâu đó lối đi đúng đắn cho mình. Không nên nghĩ ngợi quá nhiều, vì càng nghĩ thì bạn chỉ càng cảm thấy bế tắc trong mình mỗi ngày mà thôi. Nếu có thể, bạn nên tâm sự với một người nào đó mà bạn hoàn toàn tin tưởng, để trong lòng quá nhiều, quá lâu sẽ dẫn đến trầm cảm. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, chớ nên tranh cãi thêm vì phần thiệt thòi ở phía bạn mà thôi. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, khó khăn cũng là cơ hội để trải nghiệm, vì thế đừng nản chí nhé. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, nếu bị phạt tiền thì đó là lỗi của bạn cơ mà, chớ đổ lỗi cho bất kỳ ai. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, bạn nên nhạy bén hơn trong cách giải quyết vấn đề sẽ có lợi hơn cho bạn nhiều đấy. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, hãy bớt nghĩ, bớt đi, bạn sẽ thay vào đó những hành động học được nhiều thứ hơn. Con số may mắn 1, 9. Giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ, người tuổi Sửu,
Thìn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.